여자보다 결혼해 있는 거 아니야? 어? 결혼해 있는 거 아니야? 미쳤다. 아니야, 아니야, 아니야. 김혜리, 응한디. 안녕, good morning. 따란. 오늘 lần đầu tiên cho mọi người xem mà đây là body mist mà Hedy sắp ra mắt. Dạo này Hedy đang test hiệu quả của nó và mùi thơm của nó. 이 정도 썼는데 very 붓이에요. 이렇게 하고 이렇게. 이게 향만 좋은 게 아니라 이게 안에다가 히알루론산이랑 여러 가지 영양 성분을 넣었고 그 실제로 보습이 잘 되게끔 약간 뿌리는 로션 같은. 나 다음 mọi người. Và thứ hai là cái này là hair water essence, vừa mùi thơm vừa dưỡng ẩm cho tóc. Body care 좋으라고 바른다고. 이런 제품에서 제일 중요한 게 이 스프레이 부분이거든요. 너무 저렴한 걸 쓰면은 금방 고장이 나는데 될 수 있게 뭐 그래서 그런 거 찾는데 지금 시간이 조금 걸리고 있거든요. 근데 여튼 출시되면은 바로 말해줄게요. 헤어 트리트먼트를 깜빡하고 안 갖고 왔거든요, 한국에서. 샴푸만으로 머리 감으면 엄청 머리카락 뻑뻑하거든요. 헤어 에센스 뿌렸을 때 한번 보여드릴게요. 의 하이얼의 헤리 카프리나 The 남자의 헤리 검목 헨칵 헤리 안또이 공야린과 흐어. 가족들만 모이는 그런 행사는 아니고 저 말고도 이제 흐엉이 직장 사람들이랑 많은 분들이 온다고 하시더라고요. 약간 이것도 되게 신기한 문화인 것 같아요. 이렇게 딱 나오면 너무 좋을 것 같긴 한데 너무 습해요. 그런 날씨에서는 어제처럼 머리를 묶어주거나 따주는 게 제일 예쁘긴 합니다. 머리결입니다. 아주 그래도 완전 차분하고 Chào. Rina nói chỗ này có review tốt nên mình đã tới. Em đi thăm mình nha. Hai người ạ, nhưng mà bạn của mình đang đón hai người. Dạ. Đây là nơi có đầu bếp là người Thái. Vì mùi vị của đồ ăn hơi đặc biệt nên chắc sẽ có cả review khen và chê. Mình không muốn so sánh nhưng mà cầm tấm ngon hơn gấp 100 lần. Đồ trắng nhẹ. Ok. Rất là hợp nhau. Ngon thật đúng không chị? Ngon thật. So hay mít ngon không? Mít. Ngay gần đây có Vincom nên chúng mình đi bộ đến. Nhưng khu này trông đẹp nhỉ. À, ồ đúng là thủ đô. Ồ. Nếu trời mưa to thì phải làm sao? Thì mình sẽ không xin ngập lên. Thế á? Chị bảo đến tận đây mà. Đây, đến tận đây rồi nhỉ. Ừ. Nhưng chắc người ta sẽ hút mất nước chứ đi chứ nhỉ. Ấy. Chắc người ta sẽ phải hút nước đi nhỉ. À thế á? Ui. Mới chết tỏ. Đây rồi. Ui sao mà bà đây còn nóng ở ngoài vậy? Ồ. Happy birthday, honey. Ồ. Mùa đông, mùa thu, mùa đông, mùa hè. Đây, mùa đông rồi. Hè đi đại giới thiệu một quán ăn đẹp cho Rina. Đây, người Hàn Quốc giới thiệu cho người Việt Nam. Xấu hổ quá. 신나게 놀고 왔는데 벌써 시간이 언제 너무 늦었어요. 드라이 랜 nhà của Hương mất 30 phút bằng xe sao quá nên này thì không có nhiều thời gian thì sẽ sửa trang điểm một chút rồi xuất phát nhá. Ô thế con gì thế đúng rồi đúng đấy ông là anh nhau.
Và bạn này là bạn thân của Hương. Các bạn ấy đều trở về từ Hàn Quốc để tham dự đám cưới của Hương. Hương gì? Hương ở đâu? Em là sắp ra vô của chị. Em là Azudah Hussein. Mình đến từ Hàn Quốc để dạ em đáp hồi hôm qua. Em đi trước chị 2 tiếng. Lúc mà em lên máy bay xong mà em đáp cái thằng nói em thấy story của chị. Thế á? Bữa em coi video mà chị còn không khóc. Nha. Thử đi cái em nằm mà nước mắt em nó chảy. Mình thấy thật kỳ diệu vì ở đây mọi người đều thân với nhau và đám cưới tất cả mọi người đều tới và giúp đỡ. Hàn Quốc 에서 오신 거예요, 이것 때문에? Mình có cảm giác đám cưới Việt Nam không phải sự kiện riêng của cô dâu chú rể mà như lễ hội của cả gia đình, họ hàng, hàng xóm. Lần đầu tiên mình thấy bầu không khí này nên thấy rất kỳ diệu. Không biết được đấy. Mẹ, không biết được đấy. Cái gì vậy? Anh là thầy làm gì? Mà Harry nghe nói là làm đám cưới như vậy trong vòng 2 ngày rất là bình thường ở Việt Nam. Cô dâu Việt Nam vất vả quá đi luôn. Trời, ngày mai là đám cưới chính thức của Hương. 전통적으로 이제 신부가 이렇게 있으면 남편이 이렇게 와가지고 신부 데리러 간대요. 그거를 보기 위해서는 한 3시간 전에 오라고 하더라고요. 그걸 또 놓칠 수가 없기 때문에 저도 일찍 가도록 하겠습니다. 바이바이 mọi người. Hương à, cố lên. Hi T, I love you.
오늘은 약간 이렇게 깻잎머리를 할 거예요. 요즘 한국에 완전 유행 중이거든요. 네, 지금은 이상하잖아요. 근데 이제 화장을 하고 나면 괜찮아질 거예요. 저는 피부 관리를 열심히 해서 피부 관리는 아주 대충이에요. 이어주는 거예요. 뭉쳐줍니다. 됐죠? 짠. 그냥 조그만 거도 있고, 요 진주. 아, 진주 좀 나이 들어 보이는 것 같아. 딱 붙는 거 보잖아. 저는 이게 달랑거리는 게 저한테 좀 잘 어울리더라고. 사해리 미성소이네 메이크업 아주 신경 썼어요. Hai người đi lên tầng 2. Hai bạn ấy lên thắp hương. À, và cái vòng vàng này là món quà của bố tặng Hương khi Hương đi lấy chồng. Đúng là tình yêu của người bố. Tóm lại, cô dâu chú rể cùng chụp ảnh và nhận được sự chào đón nhiệt liệt của các vị khách tham dự. Hai bạn lên xe Mercedes rồi. Các vị khách chia làm hai bên nhà trai và nhà gái, sau đó lên xe ô tô to rồi di chuyển. Sau khi đi khoảng 25 phút đã tới nhà trai cũng đã dừng rạp và chuẩn bị để đến nhà gái. Thật sự vô cùng đẹp. Hương kể là người chụp ảnh đã do ảnh cưới Hàn Quốc ra và bảo hai bạn ấy tạo dáng giống như vậy. American girl, she's an American. 아 이거 뭐야? 리믹스 뭐야? 네, nói Hương đang đợi ở tầng 3 nên chúng mình đã lên tầng 3. À nhà rất đẹp, tất cả mọi thứ đều kỳ diệu đối với mình. 어 맞다 야 축의금 축의금 축의금이 진짜 중요하지. 아 ý là không phải ngại kiểu không muốn phô trương ấy. 아, 저... Ôi còn đeo cả nhẫn vàng nữa. Mình nghĩ thấy cái vòng tay này cũng dài quá, kén tí với Hương quá. 좀 보세요, 이 집이. 오, 이렇게 약간 이렇게 외국 스타일이네. 서양 스타일.
tí nữa đám cưới sẽ được bắt đầu luôn. Hương phải làm lại tóc, dặn lại make up nè, chúng mình đã ra ngoài. Vì trang trí hoa quá đẹp nên dù có chụp thế nào nó cũng đẹp. Đúng là hoa trang trí cưới vô cùng đắt đều có lý do cả. Ok. Mì 7 muỗng. Trời ơi. Đúng giờ quá ha. Điều kỳ dị là ở đám cưới không có phở hay bún thịt nướng mà chỉ có những món ăn lần đầu tiên mình thấy. Đám cưới đã bắt đầu nhưng vì không nghe và không thấy rõ nên mình không biết nó đã bắt đầu. Kimi đi, ngừng ăn đi. Đã bỏ lỡ phần đầu của buổi lễ rồi. Cô dâu chú rể đang trao rượu, rồi cả gia đình cùng uống rượu. Cái này cũng thật kỳ diệu. Gia đình cô dâu Mai Hương, uống rượu một ly ạ. Các bạn dâng rượu cho bố mẹ thân sinh của chú rể. Vị MC nhiệt huyết cùng cả gia đình cùng uống rượu chúc mừng. Wow, pháo hoa tuyệt vời. Tiếp theo mấy cô dâu trao chiếc kiềng dài hơn chiếc lúc nãy cho con gái. Tiếp theo mẹ vợ đeo nhẫn vàng cho con rể. Mẹ chồng cũng trao vòng vàng cho con dâu. Bố chồng trao nhẫn vàng cho Hương thì phải. Đúng là buổi tiệc của vàng. Tất cả chỗ đó là bao nhiêu? Tiếp theo họ hàng lên sân khấu. Trao nhìn nhẫn cho cô dâu. Khổ đeo nhẫn cho cô dâu vào cả 10 ngón tay hả? Thật sự thần kỳ. Dẻo dai, quý cậu, quý mợ, quý hai, chúc cho này chúc đến ngày mai. Bài hát các thời cô và các bạn cùng các video các bạn đã làm cho Hương đã đi đâu. Cô dâu chú rể bước xuống sân khấu và đi chúc rượu khác. Rời khỏi đám cưới, chúng mình tới một quán cà phê. Highly recommend quán này nha. Thế để tí chị bay lại cho kia nhá. Thôi, vừa chị trả tiền taxi mà. Em mời mọi người ấy. À, bao nhiêu ạ? 235 ạ. Chưa 6 đủ. Trời ơi. Hayley về khách sạn rồi. Trước khi đi tắm thì Hayley sẽ nói chuyện một chút về cảm nhận của Hayley sau khi tham dự đám cưới Việt Nam lần đầu tiên trong đời. 한국은 요즘 진짜 완전 신랑 신부만 딱 주인공으로 해가지고 30분 만에 끝나요, 여러분. 밥 먹고 해서 길면 1시간 반이에요. 네. 베트남 같은 경우는 또 하객도 많고 그러니까 좀 이틀 동안 와, 진짜 깜짝 놀랐습니다. 진짜 하나만 갔다 와보고 이렇게 말하는 게 당연히 말도 안 되는 걸 수도 있지만 그러니까 막 이렇게 둘이 귀엽게 약간 선언문을 낭독한다던가 뭐 우리 둘이 이제 행복하게 잘 살겠습니다 막 이런 걸 할 줄 알았는데 그런 게 하나도 없더라고요. 그래서 이제 웨딩 자체는 진짜 너무 예쁘고 정말 꿈의 결혼식장이었는데 그게 너무
또 멀기 때문에 보이지가 않았고 집중이 조금 어려웠다. 그리고 후왕이 친구들이 축가도 준비했고 근데 그것도 못 불렀어요. 그 하객이 여러분 800명이었단 말이에요. 와주시는 것만으로 사실 얼마나 감사해요. 진짜 어쩔 수가 없었어. Mình cảm thấy đám cưới là sự lựa chọn giữa lấy trọng tâm vào việc tiếp đãi khách hay lấy trọng tâm vào cô dâu chú rể. Dù sao phần chú rể đến cô dâu, bố mẹ hai bên trao vàng và đeo nhẫn cho cô dâu. Cả gia đình cùng uống rượu chúc mừng trên sân khấu đã để lại ấn tượng nhất cho mình. Đám cưới không phải chỉ có gia đình mà có cảm giác cả làng đều tập trung lại và tổ chức lễ hội lớn nên bầu không khí vô cùng vui và sống động. Đám cưới đã thành công, cả gia đình hai hộ đều hài lòng. Một lần nữa chúc mừng rất là nhiều và cảm ơn Hương đã mời mình mãi hạnh phúc và xin nhiều em bé nhá. Hôm nay mình sẽ kết thúc vlog bằng lời chúc mừng mà hồi đám cưới mình chưa nói được cho Hương. Hương à, 7 năm trước chúng mình gặp nhau lần đầu tiên ở Hàn Quốc. Bạn nói tiếng Hàn quá giỏi, làm việc cũng quá giỏi nữa. Mình rất ngưỡng mộ. Nghĩ lại, mình cảm thấy bạn luôn ở bên mình ngay từ lúc mình bắt đầu hành trình trên YouTube và thậm chí cho đến tận bây giờ. Cho nên mình lúc nào mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Ngày trước bạn thích leo núi và cuối tuần tuyệt đối không ở nhà. Mà sau khi gặp chồng, bạn nói là thời gian ở nhà với chồng là hạnh phúc nhất, thật là may quá. Bạn thân nhất của mình, Hương ơi, chúc mừng bạn đã gặp được người bạn đồng hành suốt đời của mình. Sau này mong là hai bạn sẽ sống thật hạnh phúc giống như bây giờ. From Harry, người luôn cầu nguyện cho hai người hạnh phúc hơn bất cứ ai khác.